diễn tả lại cái bầu khí của đêm giao thừa. Giao thừa có nghĩa là cũ trao lại, mới đón đến. Lẽ đất trời thì có khởi thủy, phải có tận cùng. Một năm có bắt đầu thì ắt phải kết thúc. Bắt đầu vào lúc giao thừa, kết thúc cũng là một lúc giao thừa. Theo truyền thống dân gian Việt Nam, hàng năm lúc giao thoa giữa năm cũ và năm mới này có lễ trừ tịch, tức là khử trừ ma quỷ, trừ khử đi cái xấu, bỏ đi tất cả những điều xấu của năm cũ sắp qua để đón những điều tốt đẹp của năm mới sắp đến. Lễ trừ tịch cử hành vào lúc giao thừa. Ca dao có câu: đêm giao thừa nhà nhà đón, cầu mau cầu may đến tận, tài lộc đầy nhà. Từ truyền thống của dân tộc, trong đêm giao thừa giữa năm cũ và năm mới, chúng ta họp mặt trong cái lễ giao thừa hôm nay rất có ý nghĩa. Chúng ta vui ca tạ ơn Chúa những gì chúng ta đã làm được, và cả những gì chưa làm được chúng ta xin lỗi Chúa. Một năm cũ vừa qua, và mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô tông đồ mời gọi chúng ta trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica: anh chị em thân mến, anh chị em hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện luôn trong mọi sự, hãy tạ ơn Thiên Chúa. Cũng trong đêm giao thừa, trong tình yêu của Chúa, chúng ta trừ khử những gì thuộc về bóng tối ma quỷ, mà mặc lấy ân sủng để tiến bước vào năm mới với tâm hồn vui tươi và hạnh phúc. Như tục ngữ của ông cha ta đã nói: nghinh xuân tiếp phúc. Thật tế, chi phúc mà chúng ta cầu khẩn với Chúa Xuân để Ngài chúc phúc như lời chúc tha thiết của Thánh Phaolô tông đồ dành cho anh chị em tín hữu tại Thessalonica: xin chính Thiên Chúa bình an thánh hóa toàn thiện anh chị em, để thần trí, linh hồn và thể xác của anh chị em được giữ gìn vẹn toàn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đừng đã kêu gọi anh chị em để chính người là đấng trung tín. Vâng, vào giờ phút giao thừa, người ta thường dâng lên trời một trên bàn thờ của ông bà tổ tiên nữa những mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả ở miền Bắc thì thường có nải chuối xanh, quả bưởi, quả cam hoặc quýt, hồng và quất. Còn ở miền Nam thì là dừa xiêm, mãng cầu, đu đủ, xoài xanh, nhằn sung hoặc là một loại trái cây khác. Ngũ quả là lộc của trời, tượng trưng cho ý niệm khát khao của con người vì sự đầy đủ và sung túc. Mâm ngũ quả bên cành đào, câu đối đỏ, bức tranh Tết, bánh chưng xanh, cành mai vàng tạo lên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Phong tục này đã có từ ngàn xưa. Có lẽ vì đất nước của chúng ta bốn mùa hoa trái, nhất là vào mùa xuân hoa quả nở rộ. Hoa quả là lộc của thiên nhiên, lộc của đất trời. Dâng lộc xuân, lộc của trời cho chính trời như là lời tuyên xưng tạ ơn tất cả những gì Chúa ban con có dâng về cho Chúa, và lời cầu khẩn cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi dào phúc lộc. Vâng, dâng lộc trời để nhớ ơn và cúng bái ông bà tổ tiên trong những ngày đầu xuân, như để tỏ lòng biết ơn trời, nhớ nguồn gốc của tổ tiên. Thật là một tục lệ tốt đẹp, mang đầy nét nhân văn của lòng biết ơn, được văn hóa Việt Nam trân trọng và chính Chúa Giêsu cũng trân trọng trong tin mừng của Luca. Chính vì vậy, mang tâm tình tạ ơn càng thúc giục chúng ta biến cuộc đời của mình thành một thánh lễ tạ ơn liên lỉ, được thúc đẩy bởi đức tin, như gương sáng của anh chị em tín hữu tin khởi đã được các sử gia ghi nhận lại. Ý thức ân huệ mình đã lãnh nhận và noi gương Thầy Giêsu, các anh chị em Kitô hữu đầu tiên đã biến cả cuộc sống mới của mình thành một lời tạ ơn. Cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những gì chúng ta có được ở trong đời.
Dù rằng những kinh tiền tụng trong thánh lễ tạ ơn nhấn mạnh cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn cha lại là một hồng ân cao cả. Vì những lời ca tụng chẳng thêm gì cho cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa chính là lời tạ ơn trở nên hoa trái ân sủng, như chúng ta đã thấy trong phương pháp hồi tâm của Thánh Ignacio nhấn mạnh đến tâm tình tạ ơn. Tâm tình này giúp con tim của chúng ta chú ý đến những món quà mà chúng ta nhận được ở trong mỗi ngày. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta với thiên nhiên, với anh chị em, với bạn bè và thế giới chung quanh, đặc biệt là với Thiên Chúa, được sung mãn và dồi dào hơn trong tình yêu. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta chúc phúc cho nhau như Chúa Giêsu đã gửi lời chúc cho chúng ta qua bát phúc mà chúng ta vừa lắng nghe. Trong đó, Ngài chúc con người trở nên hiền lành, xót thương người, tâm hồn trong sạch và xây dựng hòa bình để được hạnh phúc. Ngài còn chúc phúc cho chúng ta dù sống giữa những hoàn cảnh cơ cực nhất, thử thách nhất, như nghèo khó, sâu khổ, đói khát, bị bắt hại vì sống công chính, cũng cảm nghiệm được hạnh phúc mà Thiên Chúa mang lại. Kính thưa cộng đoàn, giờ phút giao thừa, chúng ta dùng lời chúc của Chúa chúc cho nhau, mong mỗi người sở hữu một niềm vui tâm hồn không bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh bên ngoài chung quanh tác động. Mỗi phút mà Chúa Giêsu đề cập không được con người quan tâm như là những điều may mắn hạnh phúc, trái lại coi đó là khổ đau và con người luôn luôn lẩn tránh. Những hoàn cảnh này thì Chúa Giêsu lại tuyên bố họ hạnh phúc thật. Chính sinh mạng của Chúa Giêsu đã đến trần gian để trao cho con người chìa khóa hạnh phúc, để mở cho con người đến hạnh phúc viên mãn, một niềm vui nội tại không bị chi phối khi ta sống dưới những hoàn cảnh khó khăn nhất. Thánh Bình có câu: phúc tay ai đặt niềm tin cậy vào Chúa. Hạnh phúc được sinh ra khi chúng ta biết đặt trong tim mình những công trình và thực hiện với sự vui mừng và hoan hỉ trong Thiên Chúa bất chấp mọi hoàn cảnh. Cầu mong cho chúng ta được tinh thần tám bối phục tận để luôn tiến lên trong mạnh mẽ, nhất là tiến vào năm mới. Chúng ta xin Chúa Kitô, người là ánh sáng rạng ngời, gọi vào nơi tối ta tâm trong tâm hồn của chúng ta, đốt lên trong tâm hồn của chúng ta ánh sáng tình yêu nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta mở lòng mình ra với niềm hy vọng và ánh sáng rạng ngời của Chúa, chắc chắn rằng sẽ không còn bóng đêm của năm cũ, như là ánh sáng của tình yêu mà Chúa biến thăm, như tin mừng Luca đã ghi nhận: Thiên Chúa ta đầy lòng chắc ẩn, cho vần đông từ chốn cao vời biến thăm ta. Và giờ đây, phút giao thừa, chúng ta mong rằng tiến mão đi ta chúc xuân vui phúc, đón thìn về năm mới đạt thành công.